Báo cáo các bác, đây vừa cây nhãn bé tí mà được bao nhiêu lá cành đây. Mùi bọ xít thì nồng nặc khắp nơi. Nhiều bọ xít lắm. Thì móc được cái cây mai chữ thủy ngày xưa mua chơi hoa mà mua là cây bụi các bác, mua về chơi hoa xong cắt đi. Thì thấy nó cũng có chút dáng dáng tương lai thì làm cắt thu lại là một cây hoành cái nón lệch ấy. Nón lệch ấy. Đấy, hôm nay các bác hiểu nó là như cái hình cái nón lệch ấy. Đấy, theo cái chiều này. Chiều này, tam giác lệch. Đấy. Thì vừa móc ở dưới góc ổ kia lên. Để đấy dạ giật ở đấy mà. Thấy nó cũng hay hay thì làm các bác nhé. Tí nữa nó đây. Sơ tí các bác. Đây, cái nón lệch hình chiều này. Chiều như này này. Các bạn ung tùm vỏ rác này. Thì tôi cắt thôi, cứ cắt giật thì chịu chảo. Nếu mà cây này mà vào dây thì nó lại được luôn rồi. Vì tay nó rất là nhiều. Nhưng mà cho mình cứ cắt giật lên lúc nào nó được thì được. Nó dày tự nhiên. Bạn. Vỏ ổi. Này dâm mọc là nó mọc các bạn. Ở đang có hoa này. Nhiều hoa lắm. Trước chính vụ nó nhiều hoa lắm. Xê lại chạy búa vào góc. Đang nhiều nụ. Nó hết lứa hoa rồi nó lại ra lứa mới.
được phết đấy các bác ạ, không đơn giản đâu. Cho lên chậu lên khay thì mỹ mãn luôn. Giờ có nên thay nhấc nó sang cái chậu không, nhấc nó sang cái chậu khác không? Để lên khay nước này vậy các bạn, để lên khay nước này. Trông có cái tập sứt nãy rồi ạ. Ba liệt chậu đây các bác, ở nhà nó có cái gì thì trồng vào cái đấy thôi, không có cái chậu đôn gì đẹp đâu, sẵn cái gì thì đặt vào đấy thôi. Cái này thì có khi nhấc sang cái chậu xi măng này các bạn nhỉ, nhấc sang chậu xi măng này vậy cho nó rộng rãi. Ôi thấy không? Cột chậu, cột chậu. Cắt bớt cái bệ vậy. Khô rồi. Các bạn thấy thế nào? Như cắt bánh ấy. Nhìn này. Được phết đấy. Tôi lấy tí đất với trộn phân cho trồng nhé các bạn. Vừa trồng xong các bác, bẩn quá chẳng quay. Đây, đặt tạm lên đây. Đấy, này cứ ra vườn nhặt nhặt nhiều mai chú thủy lắm, cái này nhiều lắm. Sau ngọn này nó dâng lên một chút nữa, cái cây này thì chỉ được cao đến đây thôi.
bạn này thì dâng lên chút nữa. Thế là thành cái nón lệch đây, cái tam giác lệch. Tam giác lệch. Các bác bệ biết cái cây này nó có rồi. Thường mà các bác miền Nam các bác trồng nó rũ hết đất ra và trồng nó chuyên nghiệp trải bệ ra như thôi. Em cứ giữ nguyên cái cốt này. Ở dưới này toàn là phân các bác nhé. Thoải mái sống. Các bác cứ nói em trồng cây nghiệp dư thì cũng đúng, tùy các bác. Đấy, vui vui tí. Sao lại thành cây đẹp thì bỏ mẹ. Đây nhá, bệ đế 24 giờ luôn nhá. Mà tự nhiên chứ không phải là mình trải như trải tóc như các bác làm đâu, trong miền Nam làm đâu. Nhưng thích cái bệ nó có đều các mặt càng tốt nhưng nó tự nhiên ấy. Các bác xếp nó đẹp lắm nhưng mà nhìn nó vẫn cứ có cái gì nữa. Nó nhân tạo quá. Đấy thì mỗi người một cái thích một cách làm. Cây này là một cây được. Rồi đấy. Mini sau này trồng cho lên Hà Nội chơi để nó ổn định cái này xong lại nhấc lên cái khay mỏng nước nhé, tiểu cảnh đàng hoàng như các bác nghệ nhân làm. Đó. Đây là chất liệu có, hoặc là bác nào yêu thích tiểu cảnh thì nhấc cây này về làm. Anh em sẵn sàng mua rẻ mà còn nhiều lắm ở ngoài vườn kia vứt lăn lóc, thi thoảng cứ cuối tuần nào về nhặt cây vậy. Đấy. Đẹp đấy. Cất giật. Đấy. Vô. Nhiều luôn. Chậu nó xấu thôi. Chỉ cần cây đẹp đấy.